Em ơi. Sao anh? Cho anh 10 ngàn uống cà phê. Cà phê gì 10 ngàn? Cà phê cốc. 10 ngàn để vô công viên gửi xe chơi với gái đúng không? Anh vô nói chuyện với gái chứ gì? Có đâu. 10 ngàn mà đi đâu? Uống cà phê cốc mà. Nè, 50 ngàn á, 10 ngàn uống cà phê gì anh? Vô quán cà phê bắt ổn uống giùm em nha. Trong đó có hóa đơn, rồi lấy hóa đơn giùm em nha. Cà phê khác được không? Cà phê bắt ổn. Nghe chưa? Đi đi mình. Anh. Hả? Giờ anh đi hả? Ừ. Khoan, chờ em xíu nha. Đứng ở chợ em nha. Cái gì vậy em? Em tha, anh tha điều. Làm cái gì? Một chút về có dấu mông nào mà in trên xe này là anh chết với tôi. Rồi lỡ anh chở thằng bạn anh rồi sao? Nè nè nè, em nói cho anh biết, đích nam đích nữ em phân biệt được nha. Khỏi chở thằng nào luôn. Kêu bạn bè đi taxi hay xe ôm gì đi. Không được cả hết luôn nha. Ồ, anh hái tới trời. Đưa thẻ xe anh đi vô uống phê. Mày điên hả mày? Mặt mày quen quá rồi lấy thẻ xe làm gì nữa? Mày khùng hả mày? Rồi chút nó không có thẻ xe rồi mày bắt tao về nhà nữa hả? Rồi đưa lẹ đi. Em tính vậy mà. Tính cái đầu mày. Rồi mày đưa thẻ xe cho tao đi. À, tao không biết sao mà Phương nó chưa đuổi mày. Ủa, thẻ xe số mấy hả? 69. Để em ghi cho. Cái gì đây? À, cho coi nè. Du. Thạch trẻ không? Em phải chùi thạch cái yên rồi em mới dám đi số xe cho rõ ra để anh Thái lấy xe. Ủa anh không muốn lấy xe cho mặt vui á. Còn mày ghi ở đâu? Ghi đây. Mày ghi ở đây là mày chùi đây của tao chi? Nó không liên quan. Nhưng mà cái chuyện này là em có nghĩ ra rồi. Mày nghĩ ra? Vậy mày còn làm gì? Mới nghĩ ra. Phương đâu rồi? Mà cái này là cái gì vậy? Cái này là bột vợ tao ghen á. Nó rắc lên tao mà chở con nhỏ nào là về nó biết liền. Bây giờ mày bôi hết trơn luôn. Về nó giết tao á. Em hiểu rồi. Anh về hả? Nè, quá đời hơn quán cà phê bất ổn của em nè. Thôi khỏi. Nhìn anh bất ổn như vậy. Em tin rồi.